năng lượng tích cực hút tung thách thức, cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố. Bây giờ Quỳnh Linh đang có mặt tại chương trình Vợ Chồng Son. Ở đây là phía ngoài thôi, Linh sẽ đột nhập vô trong đó để coi Hồng Vân với lại Quốc Thuận làm gì trống và trong đó không khí thế nào quý vị nhé. Từ từ vô, bây giờ Hồng Vân, Quốc Thuận chưa thấy đâu, mình vô trước đi. Ô, chào cả trường quay. Trời ơi, đây đẹp quá, lộng lẫy quá. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, thưa quý vị, đây là Hồng Vân. Dạ, thưa quý vị, đây là Quốc Thuận. Ý. Quen lắm đúng không? Quen đó. Bây giờ chưa có ai vô hết, mình sẽ vô cánh gà, mình coi nhân vật trong đó là ai. Mời quý vị. Đây, người ta gọi là cánh gà. Cánh gà không phải là cánh gà chiên nước mắm, mà cánh gà sân khấu. Đây là những cặp đôi chuẩn bị tham gia Vợ Chồng Son. Trong đó có một cặp đôi là Đạt với Thảo. Bây giờ anh coi kiến này nè. Đạt ở trong đây đi, anh dẫn Thảo ra trước để mình lừa hai anh bà này cú chán gián chơi nha. Khi nào anh mời ra nha, anh với Thảo ra trước nha. Chết biết rồi, chết. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thưa quý vị, mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng son đầu tiên. Chào chị Hồng Vân, chào Quốc Thuận. Giới thiệu đây là Thảo. Là sao? Là ủa sao? Em không cản chị cũng té luôn. Cũng té đầu năm. Thôi vô vô, vô vô trọng nghỉ ngơi đi. Để anh giải quyết chuyện này xong anh mời em ra nha. Thảo. Quyền Linh. Hả? Không, để chị nói cho. Hả? Bây giờ nói cho tôi nghe, ông à, sao? Bình ông tĩnh. Tôi em bỏ luôn, tôi không thể mai mối với ông nghe. Em có số điện thoại chị Thảo nghe. Đừng có mép vội, em khủng quá. Em bình tĩnh để người ta từ từ giải quyết. Em theo léo quá, đừng chịu không nổi. Hai chị em mình đủ sức để xử cha nội này. Đúng rồi, bây giờ nói sao? Bình sao? Tĩnh để người ta nói chuyện chứ gì ào ào trên đây. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Không có ngồi, không có ngồi. Bây giờ thế này nè, chưa kịp nói gì trơn á. Giờ phải nói gì? Thế này thế nào? Thảo là từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mình là mai mối, thấy không? Bữa nay là mình dẫn Thảo với ông xã của Thảo đến đây để gửi gắm chương trình Vợ Chồng Son. Trời ơi, chưa gì hết trơn. Hết hồn, hết hồn cái gì? Ủa Linh, ý là đầu năm Linh muốn có một cái gì đó vui nhộn, đúng không Linh? Theo lẽ như người ta, ông mối mà đàng hoàng á ha, là phải dắt cả vợ cả chồng ra một lượt. Đúng rồi. Ông cố tình ông dắt mình bé Thảo ra thôi, đặng ông trôn tụi tôi hay gì. Vậy mới có vấn đề để nói. Ông nghe bữa nay ông vô tới tận xào huyệt của gia đình Vợ Chồng Son tôi mà ông còn ghẹo tôi, ông còn trôn tôi nữa. Em ở bên Bạn Muốn Hẹn Hò đó. Sao? Trời ơi, ông chọc ông ghẹo chị hoài luôn á. Ở bên đây á hả, em yêu thương chị bao nhiêu. Đúng rồi. Thì ở bên chương trình đó là ông chọc ông ghẹo ông móc ông moi. Em hơi mẫm mỉm xíu thì bạn em hỏi đi thích. Em hỏi đi, cái người mà mẫm mỉm là không phải là em mà là một người cái điều gì là cái điều em không thích ở bạn gái mình? Càm ràm lèm bèm là 100% các bà vợ đều bị cái bệnh đó. Ví dụ như lúc mình yêu á là chưa càm ràm đâu, nhưng mà lấy về rồi là càm ràm. Tại vì á, những ông chồng sẽ lòi ra một số những cái yếu điểm và tật xấu mà bắt buộc cho em phụ nữ chúng tôi phải càm ràm. Càm ràm thì càm ràm không có giờ. Cứ hở ra càm ràm lửa cái lúc mà người ta đi làm về mệt á. Càm ràm là thằng ông không có thích. Về mệt mồ hôi kê đổ chưa ăn uống chưa có tắm rửa gì vô là càm ràm. Lúc đó người ta sẽ nổi máu điên lên liền rồi. Bỗng ơi, mà ba cái người bạn gái của em á là em còn liên lạc với người ta không? Dạ, tất cả đều là bạn của em. Nghĩa là có liên lạc. Trời ơi, có nghĩa là sao? Là bây giờ ba người đó đều là bạn của em hết hả? Dạ vâng, ví dụ có thể bạn ở Sài Gòn thì có thể gặp nhau uống cà phê là bình thường. Trời, gọi điện mà còn bực mình đứng một cái. Trời. Dạ. Mà làm gì cái đàn gái cái. Trời ơi. Đàn gái. Đó, bởi vậy tôi cố gắng tôi hỏi, tôi trời cố gắng ơi, tôi. Anh nói em nghe nè, gọi điện cho người yêu cũ hay là uống cà phê người yêu cũ hay là trò chuyện yêu cũ, chuyện nó cũng bình thường mà em gái. Không có bình thường. Sao bình thường? Không. Tùy quan điểm của mỗi người. Nếu như trong trường hợp cần thiết thì mình có thể liên lạc, mình nói chuyện với cái công việc đó thôi. Còn không cần thiết thì không nhất thiết. Nghĩ là đó là người bạn tốt thôi. Trở thành người bạn tốt thì nó giúp ích tốt cho chúng ta thôi, chứ có gì đâu. Thực sự Vân nói cho Linh nghe, cái đó là Linh thôi.
Linh nói ai riêng cho Linh, Linh nói cho nhiều người. Con nói không phải là ai cũng như Linh cả, hiểu không? Thì lúc đã đó vừa yêu nhau vừa tốt với nhau, vừa là bạn tốt với nhau được thôi, bỏ nhau chi. Người ta không hợp nhau một vài vấn đề, nhưng mà người ta trong vẫn hợp nhau vì bạn bè có thể giúp nhau trong cuộc sống. Tại vì mình trong cuộc đời mình còn rất nhiều bạn, chứ không phải là chỉ có những người bạn đã từng đi qua đời mình. Thích chơi với người bạn cũ hơn. Thì đó đó là quan điểm của Linh. Chính vì vậy mà không ví quan dụ điểm như của nhiều ví người. Dụ không có nhiều người giống như Vân là không em. Quan điểm của em sao? Dạ yeah, giống chị Vân. Giống chị đúng không? Yeah. Cái gì tôi rõ ràng cái đó. Ừ, tôi là đâu ra đó rõ ràng. Mới lèn, èn, lèn, èn. Không có lèn, èn. Người ta quan hệ ngoại giao, người ta giúp đỡ nhau cho công việc. Ok, nếu vậy thì tớ với cậu không chung một con đường nhá. Mình vẫn là song song. Không. Ok, mình chỉ là ông mai bà mối thôi. Mình vẫn chơi chứ với mình nhau. Không thể là người yêu nhau được. Ok. Mình vẫn là bạn tốt với nhau. Không là gì cả. Bây giờ hôm nay nhân tiện ổng tới cái chương trình này, bây giờ mình dán ông vô ghế luôn đi. Để mình chọc mình mong mình nóc ổng lại. Chị là chị thấy à, cho chị. Đạt với Thảo ngồi đây, ông Quyền Linh ngồi ngay giữa. Ừ đó, ngồi chứng kiến. À cũng được mình, ha. Đó. Mình xỉa xói. Đúng rồi. Vậy đi, vậy thôi để mời hai chồng ra chứng kiến để mấy người hiểu lầm tôi. Đạt ơi, Thảo ơi, đây mới là cặp bạn quen hò nè. À, vậy ta mới xứng đào xứng kép nè đó. À, thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay là ngày Quỳnh Linh đột nhập vào chương trình Vợ Chồng Son. Yeah. Linh có dẫn cặp đôi của bạn của hẹn hò sau năng lượng tích cực hút tung thách thức cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố. 9 tháng kết hôn, họ đã chuẩn bị khai hoa nở nhụy. Đây là Đạt, đẹp trai dễ thương. Ha, đây là cô gái tên là Thảo. Yeah. Hôm nay thay mặt khán giả của hẹn hò mùa xuân, Linh xin phỏng vấn nghệ sĩ Dân Hồng Vân với Quốc Thần chút xíu, rồi chút xíu mình cặp này mình gửi gắm mình đi về nha. Chào nghệ sĩ Dân Hồng Vân. Dạ, chào mới Quyền Linh. Qua một thời gian đó dẫn chương trình Vợ Chồng Son rất là dài, được khán giả yêu mến như thế, thì Hồng Vân có những cảm xúc thế nào, muốn nói điều gì với khán giả truyền hình? À, thực ra là gần một thập kỷ rồi đó ha. Yeah. Gần một thập kỷ 8 rồi năm đó, rồi anh. Ừ, chứ không có giỡn đâu. Rất nhiều những cặp đôi tạo những cái ấn tượng cho mình mà mình không thể quên được. Có những cặp đôi thì khi mà tối về mình nghĩ lại những hôm mình dẫn á, thì mình thấy trời ơi sao mà ước gì mà mình được gọi là mình được tiếp xúc thiệt là nhiều những cặp đôi hạnh phúc như vậy. Nhưng mà cũng có những cặp đôi mà sau khi mà mình nghe những câu chuyện của họ xong thì sự mình ngủ không có được á, mình thương á. Trăn trở đúng mình không? Mình thương lắm. À, thành ra là Vân cố gắng Vân đeo đuổi cái chương trình này, cũng giống như là Vân cũng chỉ mong là cái chương trình này nó sẽ tồn tại lâu hơn, nó sẽ tồn tại hoài như vậy để mà nó có thể giúp được những cặp đôi mới cưới hoặc là đã cưới lâu rồi những cái kinh nghiệm dành cho nhau càng nhiều càng tốt. Yeah. Còn Quốc Thuận, bằng cảm xúc thế nào với một thời gian rất dài dẫn chương trình Vợ Chồng Son? Gần như là tất cả những gì Quốc Thuận muốn nói thì là chị Vân đã chia sẻ hết rồi. Thuận thì nói chung là hồi trước giờ là chị Vân chỉ tặng cho Thuận là một cái từ gọi là ông mụ. À, những cặp vợ chồng son nào hiếm muộn khi đến với chương trình Vợ Chồng Son thì Thuận chúc thì bao giờ họ cũng đều nhận được một cái kết quả rất tốt. Đó là một cái điều gì đó mà thật sự mà nói là trong là như là không lý giải được. Chúc Hồng Vân cái con. Không chịu chúc đâu. Bao nhiêu lần nó đòi chúc tôi rồi đó Linh, mà thiệt á tôi trận ngay và liền luôn á. Bạn Linh biết không, em nhận được rất là nhiều những tin nhắn của cặp vợ chồng hiếm muộn là nhờ em chúc từ xa. Là bởi vì họ ở xa quá, họ không có điều kiện để mà đến tham gia chương trình. Và không ngờ luôn nha, chút qua tin nhắn mà vẫn có bầu. Trời ơi, hay vậy. Hay không? Tức là em mang cái sự tích cực đến cho người ta. Dạ. Cho nên là khi mà em chúc xong tự nhiên hai chồng cảm thấy yêu nhau hơn. Dạ. Thoải mái đó là tự nhiên có bầu. Rồi. Hôm nay trước khi chia tay anh Quyền Linh á, thì em chúc anh Quyền Linh. Thôi chúc đi, em chúc đi. Chị bảo kê cho em chúc đi. Nhân dịp năm mới thì em kính chúc. Bây giờ nè, thôi mình chơi chút cái nha. Ừ. Phải vô cái ghế đó mà Linh. Phải vô cái ghế đó mà Linh. Ngồi xuống. Anh ngồi đi. Thử đi. À, nhân dịp hôm nay anh đến với chương trình Vợ Chồng Son, em kính chúc anh Mai Quyền Linh cùng với chị và Thảo ở nhà hai vợ chồng sang năm Tân Sửu ha, luôn luôn yêu thương nhau, thấu hiểu nhau, và đặc biệt là cuối năm Tân Sửu hai vợ chồng sẽ chào đón một con nghé đến với gia đình của Quyền Linh và chị Thảo. Nước da đen như Quyền Linh, cặp chân mày ra, cặp ra, chân ra. Mày như Quyền Linh xếp ra, xếp ra rồi. Anh ơi, em chúc anh sinh đôi luôn. Thôi cảm ơn. Bây giờ Linh ơi, Linh ơi, có tin đó là vui lắm nghe anh. Ơi anh, trời ơi, cảm ơn. Thôi cảm ơn mọi người. Thôi anh đứng yên. Tôi gửi Đạt với lại Thảo đây nha. Chúc hai em trong năm phút ha. Chúc Hồng Bằng năm sau sinh đôi. Sinh đôi nha. Ông chúc tôi có sợ. Em nói nè, nếu mà tháng 3 mà chị có tin vui. Cảm ơn em nha. Chúc mừng năm mới. Tháng 3. Tháng 3 là chị có tin vui. Nhanh lên.